Thưa quý vị, là một trong năm trung tâm của truyền hình Việt Nam đặt ngay giữa thành phố sôi động nhất cả nước. Trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã thường xuyên nỗ lực để có thể vừa là cầu nối giữa trụ sở chính tại Hà Nội với khán giả phía Nam, vừa tạo ra được một kênh truyền hình có bản sắc riêng. 6 năm hình thành kênh VTV9 với tiêu chí vừa duy trì được những chương trình chính luận sắc sảo vốn là thế mạnh, vừa phát huy đẩy mạnh các chương trình giải trí đáp ứng nhu cầu của khán giả phía Nam, VTV9 đã dần định hình được vị trí của mình. Dù mới chỉ ra mắt khán giả được gần một năm, nhưng dấu ấn đã được rất nhiều khán giả yêu thích, đặc biệt là khán giả phía Nam, bởi chương trình đã chạm đúng thị hiếu của khán giả tại thị trường này. Chịu khó tìm hiểu và đáp ứng đúng và trúng nhu cầu bằng cả nội dung và hình thức thể hiện gần gũi, nhiều chương trình giải trí tương tự như thế này đã góp phần tạo nên dấu ấn của VTV9 trong lòng khán giả. Cùng với việc tăng cường lượng và chất các chương trình giải trí để thu hút khán giả phía Nam, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cũng mạnh tay đầu tư, phối hợp sản xuất hàng chục chương trình hấp dẫn. Khung phim truyện cũng được đan xen giữa phim Việt và phim nước ngoài có chất lượng. Đặc biệt, mặc dù đẩy mạnh thông tin giải trí, nhưng VTV9 vẫn dành sự ưu tiên lớn cho mảng thời sự chính luận với 6 bản tin mỗi ngày. Với một khung phát sóng hợp lý, được xây dựng dựa trên những tìm hiểu kỹ về nhu cầu, thị hiếu của khán giả, VTV9 đã duy trì được sự thu hút với đông đảo khán giả khu vực miền Nam, tạo được uy tín với cộng đồng và với các đối tác cộng tác. VTV9 không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng chương trình, mở rộng phạm vi phủ sóng. Đó là những cái cơ sở rất là tốt để mà VTV9 ngày càng phát triển. Với những đơn vị như chúng tôi thì có quá nhiều lý do để chọn VTV9 để hợp tác. Và ngược lại thì chúng tôi cũng cảm thấy là may mắn vì được VTV9 chọn lựa để hợp tác phát triển nội dung với những cái tiêu chí rất là khắt khe. VTV9 là một cái kênh truyền hình cầu thị và rất muốn đáp ứng được cái nhu cầu của người xem. Nó đa dạng hơn, phong phú hơn và chuẩn mực hơn. Và khi làm việc với VTV9 thì nói thiệt, nó rất vui vẻ, nó thuận. Có thể nói sau những nỗ lực liên tục, thương hiệu VTV9 do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đã phần nào tạo được niềm tin với khán giả ở khu vực miền Nam nói riêng và khán giả cả nước nói chung. Tuy nhiên, để có thể duy trì và phát triển hơn nữa sự quan tâm và ủng hộ này, vẫn rất cần sự đầu tư nghiêm túc, có lộ trình định hướng rõ ràng và những hành động cụ thể. Đó là lý do mà ở thời điểm này, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đang có những thay đổi rất mạnh mẽ. Đây là phòng thương hiệu bản quyền vừa được Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thành lập đầu năm 2013 với mục tiêu rất cụ thể: tạo dựng một đội ngũ riêng để xây dựng chiến lược phát triển và quảng bá thương hiệu cho VTV9, một hành động rất cụ thể thể hiện quyết tâm đổi mới. Vào tháng 10 năm 2013, bộ nhận diện của kênh VTV9 chính thức được ra mắt. Đây là một cái sự kiện quan trọng và khẳng định thương hiệu của VTV9 trên thị trường truyền thông như hiện nay. Và cái thứ hai, một cái sự ra mắt và cũng là một cái công cụ marketing quảng bá hiệu quả mà chúng tôi vẫn đang thực hiện và nỗ lực, đó là việc ra mắt trang web VTV9 tại địa chỉ vtv9.vtv.vn. Còn tại đây, nhiều chương trình mới hấp dẫn cũng đã và đang được đầu tư, nghiên cứu, chuẩn bị ra mắt. Với một tiêu chí chung, chuyển tải những thông điệp nhẹ nhàng, nói về những con người bình dị ở đời thường, nhưng đã góp phần làm đẹp cho đời, cho đất nước. Kênh VTV9 thì sẽ đáp ứng phục vụ hai cái mảng chính, đó là mảng chính luận và mảng giải trí. Thì chúng tôi xây dựng cũng rất là nhiều cái chuyên mục. Mỗi chuyên mục có một cách thể hiện khác nhau. Đó cũng là một cái mà để mà góp phần vào cái chương trình chung của VTV9, nó đa dạng, màu sắc, mang đậm cái bản sắc của văn hóa phương Nam. Cùng với công tác nội dung, VTV9 cũng đầu tư nâng cấp thiết bị kỹ thuật, phục vụ sản xuất chương trình và đảm bảo phát sóng 24 giờ mỗi ngày, đáp ứng tối đa các chương trình chính luận truyền hình trực tiếp trên sóng, các chương trình thời sự, bình luận. Vấn đề xã hội như chưa hề có cuộc chia ly, trở về từ ký ức. Sự đổi mới trang thiết bị cũng tạo nên những hiệu quả đặc biệt cho các chương trình giải trí được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV9 như Dấu Ấn, Câu Chuyện Âm Nhạc và nhiều chương trình khác phát sóng trên các kênh VTV. Đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, VTV9 đang từng bước chinh phục khán giả, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những kênh truyền hình được yêu thích nhất tại khu vực phía Nam. Hy vọng rằng với những đổi mới tích cực, thiết thực, VTV9 sẽ luôn nhận được sự ủng hộ của khán giả.